chúng ta đã ra vườn rồi, nắng ấm rồi. Đây, đây, đây là ghế. Ok. Rồi, sau khi hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình thì chúng ta có thể bắt mở mặt nạ ra và bắt đầu cuộc trò chuyện. Dạ, cảm ơn chị. Ok, chào hai bạn. Dạ, chào chị Cát Tường. Dạ, chị Cát Tường. Hiện tại là bây giờ mình đang ngồi đối diện nhau rồi đó. Chỉ cách nhau một trái tim thôi. Nhưng mà chưa tới giờ mở cửa trái tim đâu. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu với nhau thật lớn để cho người bên cạnh có thể nghe được về một số thông tin về bản thân mình. Rồi, mời bạn trai. Mình tên là Minh Trung. Hiện tại là mình làm việc tại bệnh viện, là ngành nghề là y tá. Hiện tại sống ở thành phố West Covina. Làm tại bệnh viện nào? Bệnh viện LAC USC Medical Center. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em tên là Lưu Ánh Trinh. Em hiện tại làm nấu bếp cho nhà tù của Orange County. À, nấu bếp cho ai? Mấy nhà tù ạ. Ồ, dạ. Hay quá vậy, có làm công việc đó luôn á hả? Dạ. Em làm công việc đã bao lâu rồi em? Dạ, em làm 4 năm rồi chị. Mình có sợ gì không? Dạ, ban đầu em hơi sợ nhưng mà biết rồi cũng quen. Mà tù đó là tù của nhiều thành phần hả? Dạ, em tù đó là, cái tù đó là lớn nhất của quận Cam. Wow. Dạ, chứa cỡ 3.200 người. Wow. Dạ. Hy vọng là không có anh tù nào để ý thích em. Yeah. Rồi, năm nay là em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 27 tuổi. 27 tuổi. Hồi nãy em chưa giới thiệu tuổi đúng không? Em 33 tuổi. 33 tuổi, một bên là y tá giúp đời giúp người, một bên là nấu cơm cho nhà tù cũng giúp đời giúp người. Còn hai công việc có vẻ cũng rất là phù hợp với nhau. Em tự thấy là mình có những cái điểm mạnh nào, cái điểm nào chưa có mạnh ở trong cuộc sống của mình, trong công việc của mình? Dạ, đầu tiên thì em muốn nói về điểm mạnh của em là em tự lập được, em không có thích nhờ gia đình. Dạ, em tự lập, em làm việc rất là cố gắng. Em có mục đích là mong sau này thì em để dành nhiều tiền rồi em mua căn nhà ở quận Cam. Khoảng bao nhiêu lâu nữa thì em có thể mua được nhà? Theo như cái kế hoạch của em á, bao nhiêu năm nữa? Cũng hơi lâu chị. Hơi lâu thì mình nhà ở đây mắc quá. Chị hiểu rồi, nhưng mà ví dụ kế hoạch 3 năm hay 5 năm hay 7 năm hay 10 năm mình phải có cái plan của mình chứ. Chừng nào nhà nó hạ giá thì mua. Khó quá. Chừng nào nhà có hạ giá em có mua, em rủ thì Tường mua với nha. Rồi, ok, đó cũng là một cái định hướng trong cuộc sống rất là tốt. Ngoài ra còn cái gì nữa không? Dạ, em nấu ăn rất là ngon, em biết nấu ăn, em nấu món được Việt. Món Việt cũng có, món hồ hoa cũng có, em nấu món Ý cũng được, món Mexico, món Mễ cũng được. Em thích ăn đồ của nước nào? Dạ, em thích ăn món Việt. Món Việt. Bên này món Việt nấu ngon nhất là món gì? Em nấu ngon nhất là mấy cái đồ xào. Và em cũng biết làm gỏi cuốn, bò bí này nọ. Gỏi cuốn ngon lắm á. Ở đây là thích ăn gỏi cuốn không? Chấm nước mắm hoặc chấm tương rất là ngon. Rồi còn điểm yếu của mình thì sao? Dạ, điểm yếu trong cuộc sống thì em suy nghĩ hơi bị gọi là tiêu cực chút xíu. Coi như là buông xuôi chút, hơi bị dễ chút xíu nhưng Có nghĩa là thí dụ có cái sự việc gì nó em cảm thấy nó khó khăn thì em dễ buông xuôi. Dạ, hiện tại em cũng cố gắng khắc phục cái điểm yếu của em. Dạ. Rồi nãy giờ bạn gái đã giới thiệu rồi, giờ đến phiên mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì? Thì Trung làm y tá ở bệnh viện, cũng là bệnh viện của County, cũng làm trong phòng mạch mắt và có tiếp xúc với những inmate, là những cái người mà tù. Khi mà họ tới, họ có vấn đề, khi mà họ trong tù, họ đánh lộn gì đó, kiểu như bị bầm mắt, bầm gì đó, họ cũng tới cái phòng mạch của Trung để mà khái mắt. Nên trong cái môi trường làm việc của Trung thì Trung cũng tiếp xúc với những người tù. Điểm mạnh của Trung thì là Trung qua đây là dạng là du học sinh, xong rồi cũng cố gắng, rồi bươn chải, rồi học tốt nghiệp ra trường, rồi mới có một cái vị trí tốt làm việc trong bệnh viện. Là hiện giờ có quốc tịch ở đây chưa hay là vẫn còn là người là du học? Trung có thẻ xanh, tháng 8 này Trung sẽ thi quốc tịch. Điểm yếu của Trung là vì cái tính đó nên kiểu như khi làm gì thì kiểu như là cứ đâm đầu, kiểu như tập trung làm cho bằng được, nên nhiều khi không có để ý đến cái chuyện giống như là vui chơi, giải trí hay là hội họp bạn bè, nên kiểu như quá tập trung vào một cái việc mà mình muốn làm. Là điểm yếu là Trung thấy là mình phải nên dung hòa mọi thứ, kiểu như có giải trí, có theo đuổi công việc thì nó tốt hơn.
Bây giờ tới cái tình trường, em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua cũng 2-3 mối tình, nhưng mà mối tình mà để lại sâu đậm nhất của em là chỉ có một thôi. Cách đây bao lâu rồi? Dạ, cách đây cũng là 1 tháng rồi. Cách đây cũng là 1 tháng rồi. Nhưng dạ, tại vì em chia tay lúc em quen được bao lâu? Em quen được 3 năm. 3 năm mà mới chia tay có 1 tháng thôi. Dạ, tại vì trước khi một chia tay là em và anh đó có giống như là không có nói chuyện lâu rồi. Xong rồi em mới quyết định là buông xuôi. Là khi mà quyết định buông xuôi là cách đây 1 tháng. 1 tháng, nhưng mà thực chất là đã không còn giống như tình cảm như xưa là lâu rồi. Cả hai đã lạnh nhạt với nhau, lời lẫn không quan tâm với nhau nữa. Nguyên nhân vì sao như vậy? Tại vì em muốn có một gia đình với anh đó thì anh đó chưa có cho em điều kiện đó được. Có nghĩa là người ta vẫn quen nhưng người ta không tính tới cái hôn nhân, đúng không? Dạ. Thật sự cái điều này thì Tường rất là đồng cảm. Tất cả các em phụ nữ á, mình luôn luôn mong muốn có một cái gì đó nó ổn định trong cuộc sống. Tình cảm cũng vậy, mình muốn có một cái gia đình. Bởi vì bản chất cơ bản, cái cốt lõi của người phụ nữ vẫn là người phụ nữ của gia đình, mái ấm gia đình. Dù ở đâu, dù ở Việt Nam hay dù ở Mỹ, thì người phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng như vậy hết. Và hôm nay em cũng đừng buồn, chị cũng chia sẻ với em một thông tin luôn. Cách nhanh nhất để quên một người đàn ông là hãy tìm tới một người đàn ông khác. Rồi, bây giờ còn em sao? Tình trường của em như thế nào? Trường của em thì cũng không chính thức là quen biết nữa. Tại vì 13 năm qua, 12 năm qua em ở Mỹ thì em cũng ở Mỹ không, mà em không có về Việt Nam. Nên khi mà có người thân, bạn bè trong nhà giới thiệu thì kiểu như tụi em có tài khoản Facebook, xong rồi nói chuyện nhắn qua nhắn lại. Là ở Việt, cái người đó ở Việt Nam? Có một người ở Úc, một người ở Việt Nam. Có cái gì thân mật hơn chưa? Dạ chưa luôn. Bởi vì kiểu như là hôm nay là em của em thấy em giống như không có nỗ lực, không có đi ra tự tìm kiếm bạn gái, nên em của em đã đăng ký cho em chương trình. Anh này có vẻ cũng học hành quá cho nên cũng hơi nhút nhát. Nếu như em gặp được đúng cái người vừa ý thì cái kế hoạch của em là khoảng bao lâu em sẽ tiến tới hôn nhân? Là khoảng năm sau, khoảng 2020. Rồi đó, nghe kế hoạch của anh rồi ha. Có nghĩa là nếu mà hợp là sẽ có đám cưới, chứ không phải giống như anh kia quen 3 năm không chịu cưới. Cho nên là đừng lo. Vậy là hai bạn nãy giờ nói cái vị trí là mình ở gần nhau không? Dạ, em nghĩ anh đó ở cách em chắc cũng 40 phút. Vậy là quá gần. Tại vì Tường thấy như ở Mỹ này mỗi lần đi ăn sáng không cũng phải mất 40 phút. Mỗi lần đi ăn trưa cái cũng mất 30-40 phút. Như vậy có nghĩa là gần nhau rồi, đúng không? Thì bây giờ chị nói bây giờ hai bạn chưa có thấy nhau, Tường cũng chưa biết hai bạn có hợp nhau hay không. Nhưng mà nếu hợp là Tường khuyên em là phải tự tin lên, phải quyết liệt vô, chứ đừng có rề rà trên mạng, nhắn qua nhắn lại là hỏi thăm, nhưng mình phải trực tiếp gặp mặt đối mặt thì mình mới trao đổi nhau dễ hơn, mình mới có cái cảm xúc thật sự, rồi mình mới tính những cái chuyện lâu dài được nha. Rồi em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn trai là tạo cho em sự ấm áp và sự gọi là tiếng Anh gọi là safe, có nghĩa là em lúc nào cũng sợ. Tại vì mối tình trước đó là lúc nào em cũng sợ là không có cái nơi dừng chân. Để một cái nơi mà mình có thể tin tưởng được, mình dựa dẫm được, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Cho nên em muốn một người đó tạo cho em cảm giác đó. An toàn, đúng rồi, cảm giác an toàn. Và người đó nếu lãng mạn thì càng tốt. Có lãng mạn không em? Nghi hồng quá. Sự an toàn, sự kiểu là loyalty, sự tin tưởng có. Kiểu như là có, còn mà lãng mạn thì em phải học hỏi. Tôi nè, cặp mắt tôi nhìn người hay lắm, tôi biết không có. Tại vì nếu lãng mạn thì bây giờ đã không ngồi đây. Em cũng thông cảm cho anh một chút xíu, giờ cần sự chân thành. Rồi nhưng mà em cũng phải học hỏi, chứ không phải mình nói tôi không biết lãng mạn. Tại vì phụ nữ ai cũng thích lãng mạn. Chứ nếu mà mình cứ nói mình không biết lãng mạn là không được. Đồng ý không? Mẫu người của em mong muốn tìm là mẫu người như thế nào? Dạ, về ngoại hình đó nha. Dạ, ngoại hình thì em mong là người đó cao hơn em, hoặc là bằng em cũng được. Cao có cao. Dạ. Mắt mũi miệng thì em không quan trọng lắm. Xỉn quan trọng là không có mắt mũi miệng. Ý là đẹp trai hay không thì em không có quan trọng lắm. Quan trọng là trong cái tấm lòng của mình thôi. Rồi, bây giờ chị có cho em tấm hình, em đoán thử coi anh ấy là ai trong số những người này. Xin mời em cho bạn gái một vài cái gợi ý nhỏ nhỏ để bạn ấy có thể nhận dạng được em.
Mình là người đeo mắt kính. Ờ, nguyên tấm hình ai cũng đeo mắt kính á. Chừng 20 người ai cũng đeo mắt kính hết á. Mình là con trai. Ờ, đương nhiên rồi, mình là con trai. Cái gợi ý cuối cùng, dễ dễ chút coi. Tôi ngồi nhìn ông đây tôi còn chưa nhận ra được ông đấy đó. Mình là người ngồi trong tấm hình đó. Hả? Dạ, em cũng đoán ra được. Ghê vậy? Em đoán ra được luôn hả? À? Đâu đâu, em đoán đâu? Người này. Trời ơi, vậy là bữa nay chàng trai này của em đúng rồi đó. Trời ơi, quý vị nhìn coi tấm hình vậy mà cổ nhìn mà cổ đoán ra được luôn là cái anh nào luôn á kìa. Cô chỉ đây nè. Trời đất, mọi người đoán thử giùm tôi cái coi mọi người. Trời đất, nhìn tấm hình vậy mà cổ đoán ra được luôn. Cô chỉ một cái tóc, đây. Chị Cát Tường biết sao không? Sao, tại sao em đoán được ảnh, em nói chị nghe coi. Tại vì thường người Việt Nam mình chụp hình lúc nào cũng đưa hai ngón. Hay, cô bé này rất là xuất sắc, rất là nhạy bén. Cô nói là người Việt Nam mình chụp hình thường hay đưa vậy. Men không đó? Hả? Men không? Dạ có. Hả? Dạ có. Thôi ngại quá, khó nói quá. Mẫu người bạn gái em muốn tìm là người như thế nào? Cô đã đoán là được em ở tấm hình thứ nhất, không cần coi tấm hình thứ hai luôn nha. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Thì bạn gái của em thì em cần người biết quan tâm, chia sẻ. Còn ngoại hình thì kiểu như trên trung bình là được, chứ em cũng không có... Ai biết cái trung bình của em là như thế nào? Ăn thua là có người chia sẻ được ở nơi đất khách quê người cho nó ấm áp hơn đúng không? Hai bạn cũng đã trao đổi với nhau một số những thông tin. Bây giờ đến lúc quan trọng là chúng ta phải nhìn thấy nhau quý vị ạ. Bởi vì khi trực tiếp nhìn với nhau mắt chạm mắt thì chúng ta mới có thể trao đổi được cái cảm xúc cho nhau. Tường sẽ mở cửa trái tim này ra. Hai bạn hãy chờ đón cái giây phút thiêng liêng này. Giây phút này quan trọng lắm. Bởi vì người ta nói á, yêu nhau hay không là ở cái nhìn đầu tiên. Tên 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 tên. Sẽ có music vào đó. Rồi bây giờ hai bạn hãy trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Làm đi, lãng mạn. Trời ơi, phải đợi nhắc tuồng nữa, chết rồi. Anh bạn nghe. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, về vị trí. Trò chuyện thật là vui vẻ với nhau nha. Một chút xíu Tường sẽ quay lại nha. Rồi cứ mời bạn gái nè, đút bạn gái ăn bánh cũng được nữa. Muốn làm gì làm đi, có mấy phút thôi đó. Em cứ làm cái này, mời anh có, ăn thử. Anh thích ăn lại, cảm ơn nghe. Dạ. Đây là món gì vậy? Nấm xào với cơm thôi. Nấm xào với cơm mà. Em nấu sáng nay vậy hay là? Dạ, em sáng nay em dậy sớm cho nên em nấu tối qua. Thank you. Nấm xào với cơm healthy. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Không có gì. Em anh tên Trung. Dạ, em tên là Trinh ạ. Dạ, tên Trinh, hai tên. Em thường thường đi làm là thứ mấy? Có làm 5 ngày một tuần không hay là? Dạ, em làm thứ 6, thứ 7, chủ nhật thứ 2 em làm. Từ 9 giờ sáng tới 7 giờ rưỡi tối. Là mình nghỉ thứ 2, thứ 3, thứ 4. Dạ đúng rồi. Vậy cũng có nhiều thời gian. Dạ. Còn anh thì sao? Anh thì đi làm ở bệnh viện thì anh làm 4 ngày một tuần. Ồ. Thì làm thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Anh nghỉ 3 ngày weekend. Ồ, ok. Weekend em đi làm, weekend anh nóp. Dạ. Anh làm ở đó, bệnh viện bao lâu rồi? Anh làm ở bệnh viện cũng được 3 năm. Ồ. Anh qua anh Mỹ hết lâu bao lâu rồi? Anh qua hồi 2006 á, cũng được 13 năm rồi. Ok. Em qua cũng trước anh 2 năm. Đó. Dạ. Thường thường anh đi chơi, có đi chơi ngành off của anh không? Thường anh đi chơi thì kiểu như anh cũng đi, cái đam mê chính của anh là ăn uống, nên khi đi chơi của anh đó là anh đi ra anh tìm những cái chỗ ăn mới, những cái quán ăn ngon xong rồi anh ăn. Cái anh cũng ít kiểu như đi là đi xa, leo núi. Vậy hả? Em thì thích mạo hiểm, em thích đi leo núi này nọ. Dạ. Anh đang sống chung với ba mẹ hay sao? Anh hiện tại anh sống mình. Ồ. Ba mẹ anh hôm nay qua thì dự đi từ Việt Nam qua đi du lịch. Xong tới thăm rồi sẵn nhân tiện rồi tham gia chương trình. Ồ. Còn ở LA thì anh sống một mình. Anh cũng tự lập giỏi quá ha. Cũng... Còn em vẫn còn sống với ba mẹ. Dạ em vẫn còn sống với ba mẹ. Hết giờ rồi. Sao tôi nghe toàn tính xa tò mò lắng lắng không có ai nghe mà không nghe vô chuyện yêu đương gì mà nghe toàn chuyện đi chơi đồ này kia không vậy? Rồi cổ làm đồ ăn cho em mà em không ăn luôn nữa. Kiểu như lo nói chuyện. Đó phải ăn biết tay nghề của người ta như thế nào chứ. Ủa món gì vậy em?
Dạ, nấm xào tiêu. Chị muốn xài, thử không? Không, ta làm cho em phải thử chứ. Thử đi mới biết mùi vị người ta, tay nghề ta như thế nào. Chương trình mình là hẹn hò ăn trưa mà, đói bụng đâu có tâm sự được. Ăn bánh với em, không phải nấu nước cũng được. Ý là cổ không muốn cho em tăng cân đó. Điều cho nên là mới là cho ăn nấm đó. Ngon, đậm đà. Mai mốt cưới cổ về là suốt ngày ăn cơm với nấm thôi đó. À, vấn đề là bây giờ nè, hẹn hò nhau. Bây giờ em thử em suy nghĩ coi. Cái buổi hẹn hò đầu tiên không tính bữa nay nha. Nếu một mình em với cổ thì em sẽ cổ đưa cổ đi đâu chơi, em làm cái gì để gọi là lãng mạn. Em thử em hình dung ra chị Tường nghe thử coi. Đối với em lãng mạn chắc là mình sẽ tìm một cái công viên nào đó có cái hồ nước, xong rồi mình đi vòng vòng. Rồi mình đi vòng vòng công viên cái hồ nước đó, vừa đi vừa nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn và bày tỏ. Nhưng mà vậy chưa, cái đó đâu phải gọi là lãng mạn. Cái đó mới là đi tìm hiểu, đi chơi, nói chuyện. Lãng mạn là em phải làm một cái hành động gì đó. Nó lãng mạn là... Đi nhiều khi cổ mệt nữa. Chắc là sau khi đi bộ xong về hấp vô một cái nhà hàng nào đó, ăn uống dưới ánh đèn vàng có bông hoa. Đó, ví dụ vậy là bắt đầu hơi mé mé vô được chút xíu nè. Có nghĩa là em phải set up trước. Em dẫn cô đi bộ cho cô có mỏi chân đúng không? Rồi em phải set up cho cái nhà hàng, có hoa, có nến gì đó. Ví dụ vô em vô em búng cái tay chóc đó, người ta bưng đèn ra, bưng chóc, người ta bưng đồ ăn ra, thậm chí là violon đồ lên, thí dụ vậy, cái đó mới gọi là lãng mạn. Được không? Để học hỏi. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ ha. Bây giờ Tường trên tay chị Tường là có một cái sắp bài. Ở trong đây nó có những cái yêu cầu, và nếu mà chúng ta bóc được những cái nội dung trong cái yêu cầu này á, là cái gì thì chúng ta phải thực hiện theo. Mời em trai làm trước. Em thích màu xanh. Màu xanh hy vọng. Đọc lớn lên, không có gì hết. Có nghĩa là em được cái ưu tiên. Bây giờ em muốn hỏi bạn gái cái gì thì em hỏi. Trời ơi, vậy mới hỏi vậy. Một câu một thôi, suy nghĩ cho kỹ. Có giá trị nha, có giá trị. Hỏi giá trị là chút nữa bấm nút em có bấm nút không? Chút nữa bấm nút em có bấm nút không? Dù gì thiệt tình bực mình quá. Không có lãng mạn một chút nào. Cái chuyện người ta bấm nút hay không là cái chuyện của người ta. Mình phải làm như thế nào để người ta bấm nút. Chứ đừng có hỏi cái câu là em có bấm nút hay không. Em phải làm cái gì đó cổ cảm thấy ồ ok anh này được, cổ mới bấm nút. Còn bây giờ em hỏi cổ là hỏi về cái gì đó, con người cổ, sở thích cổ, gia đình cổ, cái kế hoạch kết hôn của cổ, cổ muốn sinh mấy đứa con hay là cái gì đó, em muốn cái gì em hỏi, tự nhiên hỏi. Trời, không lẽ tôi ở bút ghé, tôi ở đây hoài, tôi đi theo ông này cho ông chừng nào tới đám cưới tôi mới về chứ. Em có trời ơi khó quá, em gái có hỗ trợ anh trai được đoạn không em gái? Đó, anh vậy làm sao mà chị mai mối được. Bây giờ hỏi một câu hỏi cho bạn gái anh không biết hỏi cái gì luôn kìa. Đó, thấy chưa? Thiệt tình luôn á. Em muốn khi nào kết hôn? Cái việc kết hôn hay không thì tùy theo cái tình cảm của mình ngay lúc đó thôi. Thời gian thì không có quyết định được. Người phụ nữ không thể quyết định được khi nào mình kết hôn nếu như không có cái sự chủ động của người đàn ông nhá. Nói cho vui thôi, nhưng những cái sâu lắng thì em là vẫn phải là cái người quyết định. Nãy giờ cũng rất là nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi. Hôm nay là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau, chương trình chỉ cho hai bạn một cái cơ hội thôi. Còn có bấm nút hẹn hò với nhau hay không là quyền của các bạn. Chị Tường cũng chỉ là cầu nối cho hai bạn thôi. Bây giờ để cho các bạn mỗi người nói một câu cuối cùng trước khi đưa ra quyết định của mình, các bạn sẽ nói gì? Muốn nói gì cũng được nhưng phải thật lòng. Và các bạn phải lưu ý là tất cả mọi người đang theo dõi chương trình này. Rất là nhiều người, kể cả những người thân của mình cũng đang theo dõi. Trước khi mình đưa ra quyết định của mình, mời bạn trai nói trước. Thì qua một buổi nói chuyện ngày hôm nay thì anh thấy em là một người chân thành, thật thà. Và anh cảm thấy là mình nên cho nhau cơ hội để mình hẹn hò và biết thêm nhiều về nhau hơn. Còn em thì thấy anh cũng là người thật thà và chân thành, và em cũng đồng ý là mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu về nhau. Rồi, bây giờ các Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Hãy nhắm mắt lại, hãy cảm nhận từ nãy giờ chúng ta đã trò chuyện những gì và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Nếu thật sự trái tim ta rung động, chúng ta mới bấm. Bấm nút là trao cái duyên của mình đi dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Bấm nút là hẹn hò để tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Không có rung động, không bấm nút, không vì lịch sự, không vì bất cứ một điều gì cả, chỉ vì chính bản thân và trái tim của mình thôi. Bây giờ Tường sẽ đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Và hai nửa trái tim đã cùng sáng đèn thưa quý vị. Chúc mừng hai bạn nha. Bây giờ thì hai bạn có thể đứng về một phía và nắm tay nhau. Và chúng ta đang ở Mỹ mà,
Hình như hai bạn cũng hơi rụt rè đúng không? Tôi sẽ tạo cơ hội cho bạn trai hãy nắm tay bạn gái và hãy hôn lên má của em một cái để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò với nhau dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên. Bác cho con xin phép. Bác ơi bác kìa, xin phép kìa bác. Không. Xin phép hôn quá bác. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Xin chào quý vị và chúng ta đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa được tổ chức quay hình tại Cali. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. Là nhà này của em hay là sao? Em thuê nhà xong em chưa các bạn. 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều nhà. Nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. Rồi em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, lúc trước thì em có hợp tác chung với bạn. Còn bây giờ là một mình em luôn. Cũng còn một vài căn hợp đại chung với bạn. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng 3 năm. Trước đó em có làm khác không? Trước đó thì làm sale bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha, điểm mạnh điểm yếu của em. Điểm mạnh có cái gì là luôn năng động, học hỏi kinh nghiệm từ những cái việc mình chưa biết. Yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người. Khi nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay gọi. Hay không? Dễ cảm động đó. Em nói em tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Quá trời đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai thì cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ thì cũng làm ruộng bình thường luôn. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình, nhưng mà có mối tình mình nên là em vừa kết hôn rồi mà cũng được 6 năm sau đó đi hôn. Ly hôn lâu chưa em? Được 1 tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Dạ. Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tục ạ. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. 4 năm. Có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình. Với lại thêm chị là anh không có biết tài chính cho mình, không biết lo, chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay sao? Có khám được chưa? Có khám được, nhưng mà sinh được cũng phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa viêm buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Em muốn một người là có tài chính, biết yêu, biết trân trọng, tôn trọng. Tại vì người trước mình tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh nói như thế nào em? Quê quán thì em hiện tại đang ở Sài Gòn, em cũng hy vọng ở Sài Gòn.
mà nếu tương lai em về quê nè thì sao? Giờ ví dụ như anh đó anh không muốn về quê thì sao? Bởi vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm. Chăm đưa lên đây cũng được mà, kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào? Dạ, 30 tuổi trở lên. Trở lên tới 50 luôn được không? Bạn có quê đã làm gì? Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một bệnh á thì mình đi về quê nhiều lúc thấy cho nó phù hợp với mình xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một lần. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly ảnh ly hôn á, ảnh nuôi con á được không? Đang nuôi con. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được, chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi, nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được hòa thuận nên ta chia tay đúng không? Dạ. Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Dạ. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Là đã đi khám rồi đúng không? Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ với đã nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì mình thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ được. Rồi, em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký. Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó như nhà nuôi nữa. Vì người kia đi cũng đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu theo một thời gian nữa thì mình đi tới cuộc chương trình. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm được bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Tại vì thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác. Em suy nghĩ là em có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn, chưa có tìm được người liền. Nhưng mà cái lúc em kết hôn đó là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết, nhưng mà sau đó về thì em biết là anh nợ nhiều. Mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để, có nghĩa anh cũng có đi làm được. Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha. Đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có. Ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mà được bao lâu? Được 1 tháng, 1 năm hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì anh là có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người thì nó cứ như vậy quá. Anh làm cái gì em? Cũng xem bất động sản. Rồi em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em đang tập nghiệp thay em ở đây. Có không thích người miền nào không? Dạ. Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người
người mình nghe nó mình còn tốt thôi. Rồi ok em, rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi xong rồi, cảm ơn em. Sinh ngày 1 tháng 11 1981. Mình đang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống xăng dầu Petrolimex. Nhà mình ở chung cư Belaza quận 7. Mình hiện là mẹ đơn thân, có con gái là 16 tuổi. Mẹ đơn thân, có con gái 16 tuổi. Rồi. Chị Dung là một người như thế nào? Chị có điểm mạnh điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh thì là dạng như là điềm đạm, nhỏ nhẹ. Còn điểm yếu là cả nể. Dạ. Chị có văn nghệ ca hát gì không? Có tài lẻ gì không? Không, mình không có tài lẻ. Dạ. Rồi. Chị mình chia sẻ cho em một chút xíu về cuộc hôn nhân mà chị đã trải qua nhé. Thì mình ly dị cách đây là 11 năm rồi. Thì hai vợ chồng về nói chung là không phù hợp, thấy không hợp nhau thì chia tay thôi. Nhưng mà hai vợ chồng là sống với nhau bao nhiêu năm? Lấy kết hôn từ bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 2007, kết hôn được 5 năm. Kết hôn 5 năm. Vâng, vì cái lý do gì chứ kết hôn 5 năm thì bảo là không hợp thì nó chưa thuyết phục với chị. Nó phát sinh nhiều mâu thuẫn kiểu như là vấn đề nào đó là chính á. Chung là chị thì tính chị thì nhiều khi á có vấn đề gì chị cũng ít nói á, thành ra là đâm ra nó nhiều khi nó tích tụ á, rồi đâm ra là nó bùng phát thôi. Thì nói chung là chồng thì có, mình thì ai cũng có cái ưu điểm khuyết điểm, nhưng mà mình cảm thấy mình không chịu đựng nữa, không tiếp tục nữa, cho nên là mình như vậy thôi. Chị thấy ở cái trong cái lý do mà ly hôn ấy thì anh đấy là anh ấy có một cái vấn đề gì không? Mà tại vì bọn em phải hỏi như này để tìm cái người mới cho chị nó tốt hơn á. Thì chị thấy anh ấy có vấn đề gì ở phía anh ấy? Nói chung là không có cái sự chia sẻ. Không có sự chia sẻ. Mọi việc là cũng tự bản thân một mình chị. Nói chung là phải nói sao nè, nói chung là không có cái tính tự lập á, không có tự chủ, không có quyết đoán, cũng hơi lệ thuộc vào gia đình. Nên mọi việc là chỉ có một mình chị tự quyết. Rồi trong vấn đề con cái cũng vậy. Rồi. Thì cũng chỉ mà có một mình chị. Rồi. Mà bản thân chị thì là ít chia sẻ đúng không? Đúng rồi, rất ít chia sẻ. Chị tại vì chị nói một hai lần không được, thành ra đâm ra chị cũng không nói. Cho nên chị cũng không muốn là mình gây gỗ, chứ cha mẹ mà gây gỗ trước mặt con gái thì nó sẽ không có hay. Chị không muốn con chị nói như vậy. Vậy thì mình ly dị cách đây 11 năm rồi, thì không biết là chị đã có những cái mối quan hệ tiếp theo chưa? Chưa em ơi, chị có đi làm công việc. Nhưng mà chắc chắn là cũng phải có ông này ông kia tán tỉnh chị chứ nhỉ? Không. Tại vì thực ra là chị là làm ở trong xăng dầu thì chị chỉ có ở trong ngành thôi chứ chị cũng không có giao tiếp gì nhiều. Bản thân của chị nhiều khi trong cuộc sống ấy, chị có cảm thấy cô đơn không? Xong rồi nhiều khi chị muốn tìm một cái ai cùng chị gánh vác cái công việc đấy không? Cũng có những chị... đến thời điểm bây giờ thì là cần. Nhưng mà trước giờ là không hề nghĩ tới và cũng không có nhu cầu tiến thêm bước nữa à? Không. Tập trung vào làm thôi. Để lo cho con. Thì bây giờ nói chung là con nó cũng lớn rồi. Lúc trước con nó còn nhỏ đó, cho nên là chị cũng không có nghĩ tới. Chỉ có đi làm rồi cố gắng phấn đấu trong công việc. Hồi trước thì là chị là làm kế toán. Xong rồi sau khi ly dị thì chị mới tập trung vào công việc, chị phấn đấu lên, thì bây giờ chị là cửa hàng trưởng, chị quản lý cây xăng. Dạ vâng, nghĩa là tập trung hết vào công việc rồi. Không biết là
Con chị bây giờ 16 tuổi rồi thì cháu nó có ý kiến sao về cái việc mẹ đi thêm bước nữa chưa? Nó cũng có những cái lúc nó ích kỷ, nó cũng không muốn, nhưng cũng có những lúc thì nó lại muốn. Hiện tại là nó đang muốn hay không muốn? Bây giờ là nó để cho mẹ tự quyết. À. Rồi, chị biết là chị cần một người đàn ông như thế nào? Chung là tự chủ, Đúng. quyết đoán, không có lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai hết, là trụ cột. Trụ cột. Ngoại hình một chút xíu, chị thích thích mẫu người đàn ông có ngoại hình như thế nào? Chơi 1m65 Còn điểm gì nữa đặc biệt hơn nữa, cụ giùm thể hơn nữa? cũng như là thì đó, chị thì cũng là mẹ đơn thân cho nên là cũng chia sẻ, cũng có cái sự bao dung. Nói chung là quyết đoán và độc lập, tự chủ, bao dung. Cái vị trí vùng miền của anh ấy, anh ấy ở đâu thì hợp lý, quê quán của anh ấy ở đâu, nghề nghiệp của anh ấy như thế nào thì chị thấy là phù hợp với lại chị à? Có thể là bằng chị. Bây giờ hiện tại công việc của chị là cửa hàng trưởng đúng không? Thu nhập một tháng của chị trung bình là bao nhiêu ạ? 15 triệu. Thu nhập 15 triệu tháng. Anh ấy đang ở thành phố hay là anh có thể ở các tỉnh lân cận, hay anh ấy là người miền nào thì chị thích hơn? Miền nào cũng được em, nhưng mà đừng miền Trung. Chị không thích miền Trung đúng không? Chị có Mà thể đừng quen xa được có không? gia trưởng nha. Chị có thể quen xa được không? Xa thôi cũng được. Chị thích nghề nghiệp nào nghĩ là phù hợp với mình? Kinh Tại nhiều doanh khi bọn hoặc em không. là kinh doanh hoặc là làm quản lý. Kinh doanh hoặc làm quản lý. Rồi. Có cái điểm gì mà chị cực kỳ ghét của đàn ông và chị cho vào blacklist luôn? Là không có tính tự chủ, Không tính chủ. không có tự quyết được một vấn đề gì, cái gì cũng phải lệ thuộc vào gia đình, chị không thích. Rồi, đó. Rồi, anh ấy ở vùng miền nào cũng được nhưng mà càng gần thì càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi. Bây giờ chị có bất cứ yêu yêu cầu gì, đây là quyền lợi của chị nha, có bất cứ yêu cầu gì về bạn trai á thì mà người người đấy người ta có một cái hoàn cảnh tương đồng như mình, người ta cũng chia tay vợ xong rồi cũng có con thì có vấn đề gì không ạ? Không em, không vấn đề gì. Quan trọng là tính cách của họ thôi, ai cũng có mỗi hoàn cảnh mà. Bây giờ là hai mẹ con mình ở Sài Gòn là đã có nhà chưa? Chị ở chung cư em. À, chị ở chung cư. Rồi. Là chung cư đấy là mua luôn rồi đúng không chị? Đúng rồi, của chị. Rồi. Vậy là đấy, chị xem là còn yêu cầu gì về bạn trai nữa không thì chị cứ nói với lại bên em để bọn em tìm người cho chính Nhưng xác mà ạ. chị cũng nói luôn nha, chị có xăm hình nha. À, chị có xăm hình. Đúng rồi. Bạn trai mà hút thuốc hay là uống rượu xíu được không? Được, không sao. Nhiều khi công việc ngoại giao cái đó là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đà. Không quá đà. Rồi. Đừng có nghiện, đừng có nghiện. Rồi. Ok. Chăm hình thì bình thường mà. Dạ vâng, ok, em cảm ơn chị Dung nhiều nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên, nếu mà chị được chọn để cho lên sóng của bạn muốn hẹn hò ấy thì sẽ có biên tập trực tiếp làm việc với chị nhá. Rồi, chị cảm ơn em. Dạ em cảm ơn Rồi, chị đã tìm người phù rồi. hợp chị. Dạ cảm ơn chị. Rồi, chào em, chị cảm ơn em. Dạ vâng, chào chị nhá.